Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô chương 5 câu 21 đến câu 43. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên biển hồ, có một ông trưởng hội đường tên là Gia-a đi tới, vừa thấy Đức Giêsu. Ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến về phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là tôi sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình được khỏi bệnh. Ngay lúc đó Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy thế này mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết. Rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy nó và nói: "Tali Thakum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Máccô hôm nay thuật lại cho chúng ta hai phép lạ. Khi Chúa Giêsu đang đứng trên bãi biển, thì ông họ trưởng hội đường đến sấp mình và phan xin người chữa cho con gái ông sắp chết. Người liền đi với ông, và đám đông dân chúng kéo đi theo người rất đông. Dọc đường có một người đàn bà bị xuất huyết 12 năm. Bà đã chạy thầy chạy thuốc hết nơi này nơi kia, hết tiền hết của mà không khỏi bệnh. Khi nghe nói đến Chúa Giêsu, bà thầm nghĩ: "Nếu sờ được vào áo của Ngài thì khỏi bệnh." Bà liền lẫn vào đám đông và sờ được áo Chúa, tức thì bà được lành bệnh. Và cùng lúc ấy, người nhà ông trưởng hội đường đến tiêu tin rằng là con gái ông đã chết và khuyên đừng rước Chúa nữa. Nhưng Chúa bảo ông cứ vững tin. Rồi người cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan đến nhà ông. Người cầm đứa tay đứa bé và bảo: "Hỡi con, ta truyền cho con trỗi dậy." Tức thì đứa bé trỗi dậy trước sự kinh ngạc của mọi người. Chúng ta thấy tất cả những điều đó Chúa Giêsu làm, tất cả những phép lạ mà muốn có thể xảy ra, thì cái chuyện quan trọng nhất là phải có đức tin. Tất cả các phép lạ Chúa Giêsu đều có ý khơi dậy niềm tin cho người ta. Không ai có thể chối cãi được những phép lạ người đã làm được, như chữa bệnh, trừ quỷ, dẹp yên sóng gió, làm cho kẻ chết sống lại. Vì những phép lạ này làm công khai trước mặt mọi người và làm ngay tức khắc, nên không thể nào chối từ được. Khi chữa bệnh xong, Chúa Giêsu hay nói với bệnh nhân: "Đức tin của con đã chữa con." Người đàn bà bị băng huyết này không dám công khai trực tiếp xin Chúa chữa bệnh cho bà. Nhưng bà tự nhủ: "Tôi chỉ cần sờ vào gấu áo của người, tôi sẽ được khỏi." Nghĩ thế,
và bà đã dám làm. Bà chấp nhận luật lệ cấm đoán sự phiền phức và khắt khe. Bà đã lẫn vào đám đông và tiếp cận với Chúa. Điều đó chứng tỏ rằng bà có một cái niềm tin mạnh mẽ và thúc đẩy Chúa làm phép lạ. Kết quả là bà được như ý. Bà Chúa nói với bà, đức tin của con đã chữa con. Đứng trước quyền năng của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu còn mời gọi con người phải có lòng khiêm nhường. Ông trưởng hội đường Gia ngày hôm nay diễn tả niềm tin với tất cả sự khiêm nhường thẳm sâu. Ông là một người có địa vị và thế giá trong dân. Điều này nói lên việc ông làm có ý thức và có thế giá. Nhưng rồi thái độ khiêm nhường của ông trước mặt Chúa Giê-xu đã diễn tả niềm tin sâu sắc của ông. Ông đã quỳ mọt xuống dưới đất, dưới chân Chúa và khẩn khoản nài xin. Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Như vậy, ông này phải tin Đức Giê-xu là ai, có quyền phép như thế nào mới có những cái cử chỉ và thái độ khiêm nhường, kêu xin như thế. Qua thái độ tin tưởng và lời cầu xin ấy, ông đã được toại nguyện. Kính thưa cộng đoàn, qua việc chữa lành cho người đàn bà bị xuất huyết và phục sinh cho con gái ông trưởng hội đường, Chúa Giê-xu bày tỏ lòng thông cảm và quan tâm đến nỗi thống khổ của con người. Trong cuộc sống hàng ngày, ai ai mà biết thông cảm và quan tâm đến nhau thì cái nỗi khổ sẽ chế ngự và hạnh phúc sẽ ngự trị nơi con người và trong xã hội. Mỗi người chúng ta có một vai diễn trên sân khấu của cuộc đời. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với mọi người xung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ. Nếu chúng ta không quan tâm tới người khác, chúng ta sẽ không bị trừng phạt, nhưng chúng ta đã vô cảm đối với người khác. Qua câu chuyện ông trưởng hội đường, chúng ta thấy ông không ủng hộ Chúa Giê-xu, trái lại còn chống đối và tìm cách giết Chúa. Thế nhưng mà trưởng hội đường này vẫn đến cầu xin. Ông đích thân đến xin chứ không sai người nhà. Ông có quyền sai người nhà, nhưng rồi ông đã có một cái thái độ khiêm nhường. Ông đã sụp lại Chúa Giê-xu. Ông bất chấp dư luận và thách đố cả những lời khuyên bảo của người nhà khi ông ta đến kêu với Chúa Giê-xu. Ông là trưởng hội đường mà lại hạ mình như thế. Chúng ta thấy ông là một người giảng đạo người Nazareth giúp cho người khác. Đây quả là chúng ta thấy một cái sự ý thức về sự hạ mình thẳm sâu nơi ông. Kết quả Chúa đã chữa lành cho người phụ nữ và con gái của ông. Nhiều người chúng ta thường ngậm ngùi, ê chề, thất vọng khi chúng ta kêu cầu Chúa mà Chúa chưa đáp ứng. Có thể chúng ta mất đức tin, nhưng không. Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chúa luôn luôn thi thố quyền năng, yêu thương của chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta mỉa mai, chắc Thiên Chúa đang ngủ hoặc đi vắng. Lúc đó đức tin của chúng ta vào Chúa bị lung lay và thử thách. Tin mừng hôm nay một lần nữa nhắc nhớ mỗi người chúng ta, để chữa lành bệnh tật về thể lý và tâm linh, Thiên Chúa cần lắm sự khiêm nhường thẳm sâu trong nội tâm của con người và sự hợp tác trong niềm tin cũng như xác tín của người để phép lạ có thể xảy ra. Mỗi người không thể chỉ thủ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những phương tiện bình thường và khả năng nhận thức của Chúa ban để cộng tác với lời chỉ dẫn của Chúa. Chúng ta hãy cố gắng làm hết sức để rồi tiếp tục cái làm đó là chúng ta cầu nguyện như thể mọi việc tùy thuộc vào Chúa. Khi cố gắng làm điều gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta những điều không thể. Chúng ta thấy ngạn ngữ phương Tây có câu hãy giúp mình tự trước rồi trời sẽ giúp sau. Chúa Giê-xu có thể chữa lành bệnh tật bằng lời nói. Ngài có thể chữa bệnh từ xa. Thế nhưng rất nhiều lần Ngài đã đụng chạm tới người mù, người điếc, người câm và người chết. Tất cả những ai chạm đến Ngài đều được chữa lành. Chúa Giê-xu ao ước được chạm đến cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn chạm đến những nỗi đau khổ của tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng ra để Ngài chạm đến chúng ta qua việc chúng ta lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, rước mình máu thánh Chúa của Ngài. Khi chúng ta kết hợp mật thiết với Ngài rồi, chắc chắn Ngài sẽ yêu thương, Ngài chữa lành và mang cho chúng ta được sự bình an. Vấn đề lớn quan trọng nhất muôn đời vẫn đó là cái thái độ tin, cái thái độ khiêm nhường.
Nếu như chúng ta tin tưởng, chúng ta khiêm nhường thật sự, chắc chắn Chúa sẽ yêu thương, Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta như lòng Chúa mong muốn. Bởi vì Chúa không muốn loại trừ bất cứ một ai. Chúa yêu thương từng người trong mỗi người chúng ta. Chuyện quan trọng rằng chúng ta có tin tưởng và chúng ta chạy đến với Chúa, và chúng ta có khiêm nhường đủ hay không. Xin Chúa cho chúng ta khiêm nhường trước mặt Chúa, để xin Chúa đến chữa lành cho bệnh tật cho chúng ta, cho người thân của chúng ta.